Sáng nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc hội thao công đoàn cơ sở năm 2022 tại nhà thi đấu Diên Hồng, thành phố Quảng Ngãi. Hội thao công đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 6, thu hút 350 vận động viên đến từ 14 chi nhánh và hội sở Agribank tỉnh Quảng Ngãi. Hội thao năm nay có 6 bộ môn thi đấu gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, kéo co, cầu lông, bóng bàn và nhảy bao bố. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, ngày 1 tháng 7 năm 1989, ngày 1 tháng 7 năm 2022. Hội thao cũng góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong công đoàn, đoàn viên và người lao động, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa những cán bộ, nhân viên của các đơn vị trong toàn chi nhánh, hướng tới mục tiêu chung đưa Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển bền vững. Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6, tại nhà thi đấu Diên Hồng diễn ra các môn kéo co, cầu lông, bóng bàn và nhảy bao bố. Các trận chung kết diễn ra vào ngày 19 tháng 6. Trước đó, bộ môn bóng đá nam và nữ đã khởi tranh vào ngày 11 và ngày 12 tháng 6 tại sân bóng đá mini Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi. Có 6 đội bóng đá nam và 4 đội bóng đá nữ đến từ 14 chi nhánh và hội sở tham gia thi đấu. Các vận động viên giao lưu, thi đấu cùng sự cổ vũ nhiệt tình, hào hứng của cổ động viên đã góp phần quảng bá hình ảnh và nét đẹp văn hóa Agribank. Ở bộ môn bóng đá nam, Liên Quân Nghĩa Hành Ba Tơ, Minh Long đã vô địch. Liên Quân Sơn Hà Trà Bồng là Á quân. Ở môn bóng đá nữ, vô địch là Liên Quân Mộ Đức Đức Phổ Sa Huỳnh Ba Tơ. Liên Quân Sơn Tịnh Bình Sơn Dung Quốc Lý Sơn là Á quân. Hội thao là dịp chọn lọc những vận động viên xuất sắc của Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đi tham dự hội thao công đoàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên Agribank năm 2022.